sân cầu lông lớn nhất Việt Nam, đứng tên bởi kiệu tay vợt đơn nữ số 1 Việt Nam. Vợ chồng chị làm gì cũng nhất, nên mở sân cũng phải nhiều sân nhất mới chịu. Đứng bên góc này sân mà nhìn xa tít táp, không thấy được góc bên kia luôn. Tổng cộng 24 sân, vào khu này chỉ có đi làm thôi. Mọi người thông cảm, video này tua nhanh hơi nhiều, tại sân rộng quá, không tua thì video này dài chục phút mất. Lối đi được lót cỏ nhân tạo, kiểu như mấy sân đá banh 5 người, vẫn còn mới nên mềm mịn lắm. Vào trải nghiệm thử nào. Bật âm thanh lên cho mọi người nghe này. Có một điểm hay là dù sân rất rộng nhưng tiếng cầu nghe vẫn đành vàng lắm. Tất nhiên không thể so với các sân nhỏ, nhưng như vậy thì cua ổn. Trần không được cao lắm, nhưng mình đánh đôi nên cũng không sao. Sân có hai điểm trừ, hy vọng chủ sân có thể thay đổi được. Thứ nhất là quá nóng, vừa bước vào thôi mà mồ hôi đã chảy như tắm rồi. Hy vọng sân có thể lắp quạt hút hoặc tìm giải pháp chứa nhiệt độ này thì khó chịu lắm. Thứ hai là mặt sân không phẳng, đánh trên sân nó cứ bị mấp mô, góc này không thấy rõ lắm, để mình đổi góc khác quay rõ hơn mặt sân nè. Ngoài hai điểm trừ cần cải thiện thì mọi thứ còn lại đều rất ổn. À, sân còn áp dụng đặt lịch online, cực kỳ tiện lợi. Mọi người có thể xem sân nào, trúng giờ nào, không cần phải gọi hỏi tới hỏi lui. Chọn được giờ phù hợp thì điền thông tin rồi đặt thôi. Thông tin giờ sẽ cập nhật ngay lập tức trên màn hình ở sân luôn. Công nghệ lần đầu được thấy ở một sân cầu lông. Mình chơi lúc sân còn mở cửa miễn phí để trải nghiệm, nên chơi xong đi về, không cần trả tiền luôn. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.